Mua được cái gì ơi? Toàn đồ khô à? Đây này có cả có suối như này thì chắc chắn thì phải có đồ tươi rồi. Xin chào các bác nha, chào mừng bác quay trở lại với A Nhiệm TV. Hiện tại bây giờ là mấy chú cháu anh em mình đang có mặt là ở một cái suối các bác ạ. Hôm nay mấy chú cháu anh em đi picnic. Cái thời tiết ở trên Tây Bắc của mình vào cái thời điểm mà mấy ngày hôm nay các bác rơi tầm khoảng là 30 mấy 40 độ ấy, nóng cực kỳ nóng luôn ở nhà. Vì thế là mấy chú cháu rủ nhau vào trong thác cái này picnic một chút các bác, với lại tiện thể là mang cả cái đồ đấy đấy, như giống là cậu ấy nói bảo toàn cá ngon không thôi các bác, cá ngon nhưng là quan trọng là có bắt được nó không ấy chứ. Đây các bác nhìn không, cái chỗ này là một cái suối là nó chui ở trong hang đá ra này các bác, còn nước này đó, cái hang nhìn đẹp không, hùng vĩ không đấy, giống như kiểu như là cái điều hòa tự nhiên, cái điều hòa mát, các bác ngồi đây này, bắt đầu là cái suối nước ở bên trong kia nó chảy ra, cái hơi nước nó kèm theo sau ra ngoài này nó mát, vào trong chỗ này tắm thì thôi cực kỳ là thích sướng luôn. Đó. Mấy chú cháu cậu cháu là chuẩn bị là cả chai, khi nãy ở đoạn dưới kia đánh từ dưới kia lên các bác, sợ lên trên này là không đánh được, cái cả chai, còn A Nhiệm thì mang cả câu theo sau, câu gọi là được ít thôi, chủ yếu là chài, có gọi là được một bữa. Xong vào đây là mấy cậu cháu anh em nấu nướng ăn tại đây luôn, ăn xong là nghỉ ngơi đây luôn các bác, đến chiều mát rồi mấy cậu cháu mới về nhá. Khi nãy được cá một cái là sợ thiếu rượu, vì thế là điều hai phải chạy ra ngoài mua thêm một thêm ít rượu, ít đồ khô nữa. Đến đây phải ngồi ngay xuống đây ở điều hòa mát luôn. Ôi, mát lắm này. Đây các bác nhìn hùng vĩ không? Úi. Cái gió nó ở trong hang ra này. Úi giời, nghe vù vù này các bác này. Do là cái nguồn nước cái suối này ở bên trên kia chui theo cái hang nó ra này các bác. Nó chảy sâu trong kia nó ra nữa, xong rồi qua cái lỗ này này. Cái hơi gió ra, ngồi đây như kiểu như là một cái quạt, một cái điều hòa, cái quạt hơi nước này các bác ạ. Mát mẻ. Bỏ bên trên này này. Úi. Nhảy lên trên này đi chơi, khám phá tuyệt vời luôn, hàng quá là đẹp. Đây các bác mọi người, còn vừa rồi còn làm thêm cái lều bên kia nữa kìa, để cứ đến giờ trưa mọi người là cái mùa nóng vào trong này là nghỉ ngơi, nấu nướng ăn trong đấy. Nhưng chắc là qua một năm với lại thời tiết nữa, mọi người cũng chắc là chưa đến cái giờ đến sửa lại cái lều này các bác ạ. Vì thấy cái lều nó hơi cũ kỹ một tí, nấu nướng ăn tại chỗ này luôn. Mát mẻ. Ôi, ở đây này có hẳn cả cái cây lạc tiên này các bác này. Cái này là cái lạc tiên này tốt lắm này. Cái quả nó này ăn cũng ngon, với lại cái lá này của nó này non này này. Cái này mang đi là nấu hay xào ăn thì ngon lắm. Còn là cái thân này, cái này của nó này, cái dây này của nó này các bác, có thể là mang về phơi khô là chứa cái bệnh mất ngủ rất là tuyệt vời luôn nhá. Ấy giờ cái này có thể một tí nữa là hái xong rồi mang để làm là nấu canh xào ăn luôn nhá. Đấy, cậu là nhảy hay là mát quá xuống này tắm đá cho nó mát mẻ người. Thôi bây giờ sang kia đi là hộ mấy cậu về nấu nướng ăn, xong là các anh em thưởng thức ở đây luôn nhá. Đấy, còn một anh thì lên trên này đi chặt cái lá chuối để mang xuống để một chút nữa để giải ăn. Mỗi người một việc. Ấy giờ mùa hè như này là sướng các bác ạ, nước trong vắt như này mà chui ở trong cái hang đá ra như này mà tắm thì tuyệt vời. Cá nhiều lắm các bác nhưng mà không làm tài nào bắt được nó vì nó đá nhiều quá các bác ạ. Cái này nếu mà ai mà lặn được ấy, lấy xuống lặn bắn thì may ra thì được thôi.
bơi nhiều lắm. Một chút nữa thì anh Nhiệm sang kia thì anh Nhiệm quay cận cận cảnh xuống để cho các bác nhìn thấy cá nó chạy. Các bạn thấy tiếng động của người nó cũng chạy vào trong cái lỗ của hàng bên kia hết rồi. Mỹ Nam tắm à? Tắm tiên à? Đấy, hôm nay có một anh. Cá bầu chân các bạn. Ba cậu. Anh Nhiệm với hai nữa, một chút nữa thêm mà. Một chút nữa thêm Tuyền nữa các bác. Không biết Tuyền có lên đây không, khi nãy bảo là cũng lên mà. Hôm nay chuẩn bị phải đơn giản các bác nhé, mang cả bếp ga mini đi đấy, không phải là đun lửa lên cho nó nóng đâu. Đây này, có cái con này này các bác này, con này. Cái đợt bé đi chăn trâu với đi lấy củi là sợ nhất cái con này này các bác này. Cái con này giống nhìn tưởng tượng ra như là cái con khủng long thời xưa đấy các bác này. Nhìn như con quái vật đấy. Này con bé rồi con to cơ. Cái con này thật sự là rất là ghê sợ các bác, nó đậu vào người, nó mà đái vào người. Nó mà nói đái thì nó hơi quá các bác. Cái con này nếu mà nó mà tè vào mình ấy, nó tiểu tiện vào mình đấy các bác, là thật sự ra thì người nó sẽ là bị loét hết người ra các bác nha. Sợ lắm này này. Trước là đi gặp sợ điều lớn nhất vào cái mùa này, nó sinh trưởng nó nhiều rồi. Nhìn như là cái cây củi. Cái con này ngụy trang thì thôi, phải gọi là số 1 luôn các bác ạ. Chờ lắm, đi cẩn thận cái này ngã sấp mặt luôn. Cái này một chút nữa có phải xuống tắm một tí cho nó mát mẻ, xong rồi mới lên mới ăn được. Ây da, ui dồi ôi, sợ quá. Đấy, Tuyền là lên đây này. Ủa, Tuyền, cầm. Thấy con cua, Từ từ nhé. Lấy cái áo này ra đó. Nhìn thấy con cua. Vào hang đá rồi đó. Ủa, nó cứ vào hang đá thôi nhỉ. Vứt lên hòn đá đi, cháu không có tay. Ủa, nó vào hòn đá rồi. Vào hòn đá mất rồi, chịu rồi. Ở đây là chú nhiều, một con này. Đâu. Đây. Con này rất là nhẹ nhàng. Máy, đây ôi. Chắc luôn. Này. Con nào ăn con đấy thấy không? Đấy, lại có mùi. Ô nhưng này nhìn thấy này. Sao? Con nhiều thế này này. Ôi chắc phóng sinh thôi, nhiều con á. Đây này, con này đang là nó đang là có con, nó đang nuôi con này thôi, các bác con này thả đi thôi. Con là chịu. Đấy nhá. Thả đi. Đấy. Chú Nhiệm ơi, cầm đi cháu cắt đồ đi. Rồi, bật bếp ga Mili lên nấu luôn tại đây như này này. Đấy. Đấy là trước các cụ một nồi cá luôn này các bác này.
Ủa cái con này như cá đuôi đỏ hay sao, đúng không cậu nhỉ con này này? Ừ. À không, đấy nhìn đấy, đuôi đỏ, cứ cho nó đuôi đỏ đi. Ủa đây này, ơi. Cái con cá gì nhìn đấy, mấy con nhìn sướng không? Cá đuôi đỏ. Đây, chú đấy. Đưa cửa đi để chú ấy vào luôn rồi. Này, vặt lên hết lên cả cái giá cái lá chua này, bắt đầu với lại cả lá lốt đầy đủ hết này. Quay cả cân hết bếp. Quay nghỉ. Quay hết chưa, cậu ơi. Lên hậu cần là quan trọng nhất đấy. Mới người một ít này, ai da này. Hai pep rượu. Đây các bác này, anh Nhiệm lên đây cho các bác xem. Ôi, xem cá này. Đây này, lấy chạy lầy hết này. Lấy chai mình ngồi đợi một tí nó chạy qua là quang một cái. Cái này vào đấy bảo là có cá to thả vào đây. Như thả vào chợ nhất là nó đi hết, thả cái này lũ to cái nó ra ngoài hết. Thiên nhiên là luôn luôn có mối quan hệ mật thiết với con người các bạn. Đấy. Chuyện bắt đầu này. Đấy. Cháu tắm. Nóng quá. Trời này trải nghiệm như này sướng. Đấy, tình không tắm. Tắm xong mát mẻ. Thử lặn vào trong xem như nào, vào cái lỗ trong xem nào. Có gặp có thù luồng nào trong gì không? Kể với câu chuyện thù luồng các bác từ xưa thì cũng các cụ từ xưa người già kể rất là nhiều. Đây những cái hang lỗ như này này từ xưa bảo là có nhiều con thù luồng lắm. Có thù luồng tưởng tượng ra nhìn nó giống như là cái con rồng đấy các bác. Cũng có chân này, có đầu này, có râu này, với lại là có cả mào nữa. Nhưng chắc là theo anh Nhiệm nghĩ cái đấy nó chỉ là một câu gọi là truyền thuyết, gọi là để các cụ là truyền miệng nhau thôi. Là thời xưa là những cái con cái con kỳ đà đấy các bác, hay theo suối đấy, và hay nó ở theo lỗ như này này, với lại cái con giống như kiểu con rồng là Komodo ở bên Indo đấy các bác. Chắc là các cụ thời xưa là những con đấy các cụ là tưởng tượng ra nó là cái con thù luồng rồi các bác, còn thực tế là chưa nhìn thấy thù luồng bao giờ. Các cụ thời xưa bảo nhìn thấy nhiều lắm. Bây giờ nhìn thấy mọi người tắm là cũng khoái lắm rồi, chắc cũng phải nhảy xuống tắm xem, tắm cho nó mát mẻ. Lâu lắm đi tắm hang. Ây da. Đây các bác, hôm nay là có cả thêm làm Huế nữa, mẹ đơn thân đây các bác. Hôm nay là cũng biết là mấy anh em đi picnic như này với lại mấy cậu cháu nữa, cũng hôm nay cũng là đi cùng đây các bác, đi tắm cho nó mát mẻ. Huế thì tắm xong rồi, giờ này là đợi là ăn cơm nữa thôi. Hả? Con gì ấy? Con gì ấy? Khi nào mọi người có dịp ghé lại thấy con gì hay sao ấy nhỉ? Khi nào mọi người có dịp ghé lại anh em nhà anh Nhiệm chơi nhé. Lên đây thì cho đi chơi cùng. Chứ mùa này lên thì cho tắm thác. Tắm thác các bác, còn nhiều cái thác đẹp lắm cơ. Cái này là gọi là okay. Bình thường rồi. Thấy cái gì à? Thấy con gì à? Đây này, đang ngồi. Rửa hết rồi. Đâu rồi? Ở bên kia nào mà? Chui vào bên trong rồi. Bên này à? Không biết ở đâu ấy. Đâu ấy, trong kia à? Có cái lỗ hang các bác, chui vào trong. Cẩn thận nhé, vào trong kia mắc. Không ra được nó là xong đấy. À có cái lỗ chui vào trong đấy. Đấy.
trong mát rồi các bạn ơi. Con này phải tắm một phát xong rồi lên bắt đầu cái ăn. Thế giá ngồi đây hơi nóng ấy nhỉ. Cái đấy nhìn đây các bác nhìn đẹp không? Cái đấy nhìn như kiểu như là một cái quả cầu ấy. Ở bên trong đẹp lắm à? Trong đẹp hàng to á. Có cái hàng bốc hóa ra thật phân phân nhỏ nhỏ. Căn đi mới. Tối không có đèn. Không có đèn. Nhưng mà đi đường này sáng mà. Không, tối. Tốt nhất là đi là có biết là có đường gì không, có chuẩn bị sẵn cả thịt. Cái này trời là một trưa giữa trưa ấy, mặt trời nó là lên là đúng đỉnh đầu luôn. Chiều xuống nó nắng. Phải vào chỗ nào có cái to ấy mày ra. Khả năng bên đây thô mẻ bắt mẹ đây chỗ này có sóng điện thoại đâu, chỗ này vào trong này thì chịu rồi. Chỗ nhà em đâu có sóng đâu, chỗ nhà em cũng thế. Tách gọi là tách biệt với thế giới bên ngoài rồi. Vào đây không ngoài liên lạc được đâu. Vào đây là vợ con ở nhà không liên lạc. Không biết đâu. Mẹ điêu chứ, mẹ điêu. Các ông này chú các bà đi chơi. Họ cắt mình hoa đây là đồ bỏ. Cái ngày mấy mà ướt rồi đi. Vào đi như này hơi thiếu thốn một tí các bác, là chỉ tận dụng hết cỡ thôi. Đấy, cắt chai để cho để đun rượu. Không ăn là đồ. Đâu nhỉ? Cá cá to chạy rồi, cá này cá bé này nhiều này các bác. Cá bé nhiều. Đây hết rồi này. Không có chỗ nào gọi bằng à, có cái lều chỗ này các bác nhưng nó cây nó mục hết rồi không dám lên đấy, tí sợ nó bị gãy nó bị đổ. Quá là đông vui. Nó bà bà nó té bá mà em cứ cắn nó ha. Quay bá này. Vâng vâng các cậu các chú thì cứ dùng tự nhiên đi. Rồi xin mời các bác cá đây. Giời. Ăn bữa cơm trưa picnic cùng với đội. Đây là cá suối em nhá. Anh em cậu cháu nhà mình nhá. Cá này là cá nước sạch đấy. Mời mọi người nhá, mời mọi người ăn cá xong nhá. Rồi cá suối đây. Nước trong đây. Đúa, nhang mới nhang khảo bờ hay mai. Ăn luôn. Đây chỗ hẳn đồ luôn. Ui em không biết uống rượu đâu. Không nhiều cũng làm một bát. Cũng làm một tí. Luật rừng, nghe cái câu luật rừng bao giờ chưa? Uống rượu với gà cay cũng được. Nếu quay tới mất. Các cậu bảo là cứ quay nhiều lên một tí quay ra thì lại hết phần. Bạn nào muốn khám phá, bạn nào muốn lên thác chơi thì khi nào mà có dịp lên quay chơi ăn nhiệm nhé. Ăn mì tôm sống ăn cơm. Một tí xong cái này xong tí này cho vào nồi nấu tiếp. Đâu mời ơi. Đâu. Chờ quá chờ luôn này. Ồ, cứ chờ nha. Cô ơi, làm tí là dừng. Hai ba xô. Đấy. Em mời các anh em mời các chú cậu nhá. Em mời cả nhà. Chơi. Hai có được. Vui không bác? Tôi đò nó. Đấy. Đây, mày bắt đi đi. À. Đáng quá. Cứ là cầm chai là cầm lưới đi này đánh lên xong này nấu ăn tại chỗ luôn, trải nghiệm này nó cảm thấy nó vui lắm các bác, sướng. Cũng gọi là mấy ngày hôm nay cũng gọi là vào ngày lễ ngày nghỉ mà các bác vào nghỉ là 30/4/5 đấy. À, vì thế các cậu các chú anh em là đi chơi thoải mái, mấy ngày nghỉ mà không phải đi làm đấy các bác. Chắc là mọi người cũng bắt đầu là từ ngày hôm nay thì mọi người bắt đầu là nghỉ đấy. Công nhân viên chức nhà nước hay làm công nhân công ty cũng thế các bác. Thôi vào ngồi cùng mọi người. Ngồi cùng một ly nhá. Mọi người làm tí thưởng thức cho mọi người nhá. Đây ạ. Ừ, uống rượu nhá.
ấy da, làm xong cái này là cũng xong rồi đấy. Xin mời tất cả xem mời cậu nhá. Đây. Mời cậu. Ăn tiền. Thôi, mặt xuống. Ôi, thằng mịt biểu nó. Em biết đâu. Đây. Ây da. Kinh tớ kia mẹ thì phải lắc tà thác chú phu. Kinh quay nhắn con bà vô bạc kinh hóa. Kinh lắc nữa. Thôi bác em thì sẽ ăn cơm, sẽ ăn một tí nha. Cháu xe ôi cho.